Các nhà nghiên cứu tại California, Mỹ cho biết mới phát minh ra một loại bao cao su phân tử và được đánh giá là một công cụ vô cùng hiệu quả trong việc giúp tránh thai. Cụ thể là loại bao cao su đặc biệt này bao gồm hai loại chất được chiết xuất từ các loại cây dại, có khả năng ngừa thai trong trường hợp khẩn cấp, có thể dùng trước hoặc sau khi giao hợp hoặc như biện pháp tránh thai lâu dài thông qua miếng dán da hay là vòng đặt âm đạo. Hai loại chất này là lụt bằng liệu pháp hormone khác. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tìm kiếm nguồn cung cấp các loại chất này với mức giá thấp bởi việc chiết xuất từ cây rất tốn kém và cũng không dễ tìm được số lượng lớn.